Rồi bắt đầu hỏi đi chân thôi hết giờ. Dạ, bạch thầy, chánh giác xin hỏi là, thưa thầy, con có quan sát thấy một số người tại gia đã buông bỏ, buông xả được tất cả gia đình, nhà cửa, công ty, bạn bè, tài sản, vàng bạc, địa vị, danh vọng, vân vân, chỉ còn lại vài bộ quần áo và một chén cơm, thực hành tinh tấn, học hỏi các bài kinh trong Tam Tạng kinh điển, trong nhiều năm cũng có chút tiến bộ, nhưng vì sao mãi vẫn chưa được giác ngộ giải thoát? Như vậy phải chăng buông bỏ upekkha chưa đủ để giác ngộ mà cần thêm điều kiện gì nữa? Có phải người này còn thiếu tự nhiên, giản dị, vô tâm, hay tự tánh buông bỏ, hay buông bỏ bản ngã đến tận cùng, hay thường sáng suốt biết mình, hay là sam bachana tuệ giác thấy biết sự vô thường sinh diệt của cảm thọ, hay là do người này chỉ là mít sanh phước mỏng nghiệp dày ạ? Xin thầy từ bi khai thị, con chân thành cảm ơn thầy. Cái này á, là cái sai á, là cái chỗ là muốn nhanh quá, một trong 10 cái điều mà trở ngại trong cái giác ngộ giải thoát á, là muốn nhanh quá, là nị căn tí. Nị căn tí tức là nói theo người ta thường hay nói là dục tốc bất đạt, tức là muốn nhanh thì nó lại không tới. Buông cái muốn nhanh nó đi, và buông luôn cả những cái mà mình là lý tưởng mà mình áp dụng. Thường thường là mình theo kinh điển xong rồi cái mình lý tưởng hóa, xong rồi mình áp dụng cái lý tưởng hóa đó để mà cố đạt được. Nhưng mà cái đó là cái sai lầm lớn nhất. Người mà hiểu đúng kinh điển đó, thì là thấy được cái chỗ mà Đức Phật ngài chỉ là cái gì. Thì lúc đó buông không phải là cứ buông cái này cái kia, mà buông ở đây tức là chỉ còn có là mình trở về trọn vẹn với cái đó thôi. À, và trở về trọn vẹn á, thì nó không có một chỗ nào nhất định hết. Không có một chỗ nào nhất định. Thí dụ như bây giờ thế này, thầy hay ví dụ là giờ cái ổi đó nó lên được 3 tháng. Và ngày nào nó cũng cứ mong làm sao mà để mà có trái. Bởi vì cái có trái là mục đích của cái ổi. Cho nên ngày nào nó cũng mong làm sao mà có trái. Thì cứ như vậy mà cho đến khi có trái thì nó cứ vẫn đau khổ hoài. Và khi mà có trái cũng chưa chắc nó đã là an lạc được. Là bởi vì sao? Vì nó nghĩ rằng là có 1.000 trái mà bây giờ có nó còn 100 cái à. Trái đó. Mùa này nắng quá đó, cho nên nó có được còn 100 trái. Khác với cái người giác ngộ á, là thế này. Khi là hạt ổi thì trọn vẹn thấy mình là hạt ổi. Đó là giác ngộ. Khi là cái ổi 1 tháng thì thấy trọn vẹn, thấy là đang là cái ổi 1 tháng. Đó là giác ngộ. Và khi ra trái thì ra trái bao nhiêu thì thấy bấy nhiêu. Đó là giác ngộ. Mà cứ giác ngộ như vậy đó thì cái người này sẽ là an lạc từ A đến Z. Còn một người đó là cứ đổi lấy cái mục đích lý tưởng của mình, nhưng mà hy sinh toàn bộ những cái pháp mà lẽ ra là phải là rõ biết hay là tận hưởng nó trong từng từng khoảnh khắc. Đó. Tại sao mà người ta nói là Niết Bàn không phải là một cái cõi giới? Ít người hiểu cái câu này lắm. Và người ta nghe nói như vậy thì người ta tưởng rằng là Niết Bàn là không có cái cõi giới nào cả. Không không rồi thôi, chứ không có gì cả. Nhưng mà không phải. Niết Bàn không có cõi giới có nghĩa là thế này. Lúc ăn cơm cũng Niết Bàn, lúc đi cầu cũng Niết Bàn. À, lúc ngồi cũng Niết Bàn, lúc đứng cũng Niết Bàn.
Cho nên nó không có cõi nào nhất định. Vì ở đâu cũng là Niết Bàn, chứ không phải là Niết Bàn vì không có cõi cho nên không có cái chỗ nào cả. Và người ta tưởng rằng là khi mình chết là coi như biến mất hết, chỉ còn cái vào không không thôi. Đó là Niết Bàn, kiểu đó là Niết Bàn không không. Còn cái Niết Bàn của thầy á, ăn cơm cũng Niết Bàn, đi tiệu cũng Niết Bàn, đi cầu cũng Niết Bàn. Lúc nào cũng Niết Bàn hết đó. Ở Đông qua bên Mỹ cũng Niết Bàn, qua bên Pháp cũng Niết Bàn, chỗ nào cũng Niết Bàn cả. Tức là thay vì nói rằng là Niết Bàn không, không là một cõi giới, thì thầy lại nói rằng là Niết Bàn ở khắp cõi giới. Nhưng tại sao mà nói không cõi giới? Là bởi vì thế này, cái cõi giới là do tâm mình tạo thôi, chứ không có cõi giới nào cả. À, ví dụ như bây giờ đây là cái này, thì lại ra nó là cái này thôi. Nhưng mà mình cho cái này là thế này, cái người khác cho cái này là thế kia, người nào cho thế khác là thế nọ. Cho nên cái này á, nó tạo ra không biết bao nhiêu là cõi giới của ở nơi mỗi người. Cho nên nói không có cõi giới tức là không có cái mà tâm của mình tạo ra. Nhưng mà nó chính là Niết Bàn á. À, tức là nếu tâm mình không tạo ra thì thấy tất cả đều là Niết Bàn. Cho nên nói là Niết Bàn không, không là cõi giới nào, nhưng mà Niết Bàn ở khắp mọi nơi. Thế nên nếu mình chỉ hiểu một cái vế đầu không thôi thì rơi vào cái không không. Nếu ngay đây mà mình hoàn toàn rộng lặng trong sáng, không tìm cầu Niết Bàn, không mong cầu bất kỳ cái gì cả, chỉ thấy pháp nó đang diễn ra, thì chỉ có pháp đang diễn ra đâu, cho có mình đâu đó trong đó đâu mà Niết Bàn với không Niết Bàn. Còn mình đi tìm cầu Niết Bàn thì lại là không bao giờ có. Đơn giản là vậy thôi. Dạ, bạch thầy, giác pháp xin hỏi là con xin đảnh lễ thầy ạ. Kính chúc thầy nhiều mạnh khỏe và an vui. Con kính mong thầy từ bi chỉ cho con hiểu rõ về cuộc đời của thầy và tiểu sử của thầy hành đạo ạ. Con cũng xin thầy từ bi chứng minh, khai thị cho chúng con hiểu rõ sâu xa về cuộc hành trình xây dựng chùa Huyền Không và chùa Bố Long để cho chúng con để ngàn năm sau ạ. Sa thú lành thầy. Thầy cũng có cái ý định viết là bởi vì cũng nhiều người yêu cầu, và thầy cũng thấy rằng điều này nó cũng là thực tế. Bởi vì thường thường á, ví dụ như thầy giảng thì cứ nghe trên cái giảng thì nó vẫn là có cái gì đó mà có vẻ là lý tưởng. À, cho nên thầy phải kể ra cái thực tế trải qua những cái gì. Cái sai lầm của mình á, là Đức Phật á, là Ngài tu trải qua bao nhiêu là kiếp thì lúc đó Ngài mới giác ngộ. Và khi Ngài giác ngộ thì Ngài chỉ nói những cái mà Ngài giác ngộ và chỉ ra cho người khác cái giác ngộ là gì, giác ngộ như thế nào. Do đó người ta chỉ lấy cái thành quả thôi, chứ không biết trồng cây, không biết gieo hạt, mà chỉ hái thôi. Bây giờ là chỉ mong cầu làm sao mà hái được trái thôi. Rồi cái tu đó là tu cái cách hái trái. Bây giờ tu là toàn là tu cách hái trái thôi, tức là làm sao mà hái trái cho được. Nhưng mà đâu có trái đâu mà hái, mà chưa gieo hạt mà làm gì có trái. Cho nên cái quá trình gieo hạt á, cái đó mới là quan trọng, chứ không phải là thành quả là quan trọng. Vì vậy cho nên á, là mình sai lầm một cái là mình cứ áp dụng kinh điển của Phật để mà tu là sai lầm. Bởi vì thực ra đó,
cái bài kinh này thì Đức Phật Ngài nói cho A Nan, bài kinh này Đức Phật Ngài nói cho Ca Diếp, mà mỗi vị thì bây giờ vẫn mỗi khác, A Nan khác, còn Ca Diếp vẫn khác. Cái giác ngộ là giác ngộ cái chung, cái nguyên lý chung của trời đất, của pháp. Còn mỗi người vẫn là A Nan là cam, Ca Diếp là quýt, Xá Lợi Phất là ổi, Mục Kiền Liên là xoài, là mỗi cái mỗi khác, mỗi cái mỗi khác, mỗi cái từ giác ngộ lấy mình và biểu hiện xoài của mình, biểu hiện ổi của mình, biểu hiện cam của mình, biểu hiện quýt của mình. Chứ không phải là ai là cũng hệ mình đắc đạo cái thì là thành ra là bằng nhau hết trơn á, giống nhau hết trơn á. Giác ngộ là giác ngộ cái chân lý thôi, còn biểu hiện ở nó mỗi pháp là mỗi khác. Đó là cái đặc tính của vạn pháp. Cho nên á, chỉ cần tròn vẹn tỉnh thức ngay nó chính mình để thấy ra chính mình thôi là giác ngộ. Nhưng mình là mình cứ áp dụng cái này áp dụng cái kia, mà mấy cái đó là của tất cả những bài kinh đều của các vị thời đó hết. Cho nên thầy mới nói thế này: nếu giả sử Đức Phật Ngài còn tại thế và Ngài gặp thầy thì Ngài sẽ nói một bài kinh hoàn toàn khác. Chứ không phải Ngài cứ ngồi đó mà nói để ta kể cho nghe này. Hồi đó ta nói cho A Nan như thế này này, rồi nói Ca Diếp như thế này này, nói cho Xá Lợi Phất như thế này này. Đó, ta kể cho người hết nghe trơn này đó. Mà người nghe rồi đó, rồi người giác ngộ đi. Không bao giờ có chuyện đó. Mà Đức Phật Ngài thấy thầy đang như thế nào đó, Ngài sẽ chỉ thẳng một cái là thầy giác ngộ ngay. Mà người ngồi một bên chưa chắc đã giác ngộ được, bởi vì ngồi bên đâu có biết, vì thầy đang đau tim mà Ngài nói đau tim, còn người kia đau phổi mà đâu có nghe, đâu có được biết gì. Thầy có một câu chuyện vi tiếu như thế này. Có một cái vị đó rất giỏi kinh và luận, chú giải rồi này kia là rành rẽ hết. Thì Đức Phật Ngài mới thấy là ôi chắc cái ông này sao mà mệt quá vậy. Mọi người ta chỉ nói có một câu thôi, người ta đã giác ngộ rồi, mà ông này sao ông học hết trơn vậy mà ông chẳng giác ngộ gì cả. Thấy tội nghiệp quá cho nên Ngài mới xuống. Ngài mới nói cho ông một bài kinh. Bài kinh đó là chỉ thẳng vào ông. Nhưng mà ông nghe ông nói trở cái trơn rồi. Bởi vì đâu có trong tâm tạng, trong kinh luận đâu có đâu. Cái này ông nói đâu mà mới hoàn toàn, đâu không thấy có trong kinh luận nào, bài kinh nào nói hết trơn á. Vậy là ông nói sai rồi. Phật cũng lắc đầu cũng đi luôn, chắc không làm gì được, Phật cũng không làm gì được. Cho nên đừng có vội vàng, chỉ cứ tròn vẹn thấy mình ngay tại đây và bây giờ thôi. Như mình đang là thôi. Cái thời vị tính, nói theo dịch lý đó, là cái thời vị tính hay là cái khoảnh khắc đang là cực kỳ quan trọng cho sự giác ngộ. Bạch thầy Quy Linh xin hỏi là: kính thưa ông, xin ông hoan hỷ giải đáp một ý mà tuần trước con có xin ý kiến ông là thôi miên hồi quy có bị mất hồn mất vía. Vì con nghe nói khi hồn không ở thể xác có thể bị ngoại vật chiếm lấy. Thực ra đó,
mất hồn mất vía, thường là thế này. Mình thấy người nào mà cứ ngồi sừng sững sững nghe đó là người đó đang mất hồn mất vía. Mà thực sự là vì sao? Là bởi vì người đó không có tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Tinh tấn chánh niệm tỉnh giác tức là mình đang tròn vẹn tỉnh thức ngay nơi cái thân thọ tâm pháp đang là. Thì cái người đó, đó lại đang nghĩ tới cái kẻ thù, đang nghĩ tới người yêu, đang nghĩ tới cái gì á, đang nghĩ tới danh lợi, đang nghĩ tới cái gì đó. Cho nên là cái bây giờ người đó hoàn toàn không còn ở nơi chính người đó. Nhưng người đó đang lang thang ở đâu á. Cho nên lúc đó là mất hồn mất vía. Khi mất hồn mất vía như vậy á thì chỉ còn lại cái thân xác mà không có người giữ. Không có người gìn giữ, bởi vì không có hồn vía nữa làm gì có, đâu có ai giữ. Thì cho nên á sẽ rất dễ bị cái người khác vào xâm chiếm. Cũng giống như nhà mình để trống mà mình đi lang thang đâu nè, ở nhà là thế nào cũng bị ăn trộm mà. Đó. Cho nên những người mà thường hay bị mà xâm chiếm á là bởi vì đúng là mất hồn mất vía, tức là thiếu chánh niệm tỉnh giác. Còn nếu mà mình mật thường chánh niệm tỉnh giác á, nói theo thiền tông là liệu thường tri á, lúc nào cũng sáng suốt rõ biết á, thì giống như một cái người mà giữ nhà mà luôn là tỉnh giác để mà thấy được ai vào ai ra đó. Những cái người kêu một cái gì, người bảo vệ, người gì đó, là thấy rõ ai vào ai ra, kiểm tra được hết đó, thì mới được. Còn mà chỉ cần là lơ lơ đi một cái là có người vào là không biết rồi đó. Cho nên chỉ có cách tốt nhất là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, tức là tròn vẹn tỉnh thức ngay cái tại đây bây giờ như mình đang là. Đơn giản là vậy thôi. Bạch thầy, An Pháp xin hỏi là con tu ở thiền viện và nghe pháp đọc sách của sư ông nên con sống an lạc và hài lòng, sống thuận hòa với huynh đệ nên hầu như không có gì chướng ngại. Nhưng nếu sống ngoại hoại có ổn không ạ? Không chướng ngại thôi chứ ổn gì nữa. Chướng ngại là được rồi. Thật ra là ở đâu đó thì hồi nãy thầy có nói đó, ở đâu cũng là niết bàn hết. Nếu như thực sự là mình tròn vẹn tỉnh thức với chính mình, không còn cái mong cầu đạt được bất kỳ cái gì, không cần phải rèn luyện để đạt được cái gì, chỉ sáng suốt rõ biết mình trong từng khoảnh khắc là xong rồi, là hết rồi. Cái câu chuyện mà thầy nhắc đi nhắc lại hoài là cái đêm đó trăng rằm sáng, rất là sáng. Thì ngài A Nan đó, ngài mới vì trong rừng, hồi xưa ở trong rừng cho nên trời tối đâu có đi đâu được, mà trăng rằm sáng thiệt sáng, cho nên là ngài A Nan ngài mới đi thăm các vị vấn đề, tới thăm ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài Ca Diếp, ngài Revata, ngài Anuruddha. Thì ngài đi thăm một vòng và ngài đặt một câu hỏi. Ngài nói là hôm nay đó là trăng rằm chói sáng cái khu rừng Hosinga, thì trong hội chúng của chúng ta đó thì cái vị nào là cái vị mà cái vị như thế nào là cái vị mà chói sáng cái tăng đoàn, tức là chư tăng á, trong hội chúng của chư tăng á, ai là người chói sáng nhất. Thì mỗi vị đều trả lời theo cái sở trường của mình. Người thì nói trí tuệ, người nào vị nào có trí tuệ, chẳng hạn ngài Xá Lợi Phất. Vì ngài Ca Diếp thì nói là vị nào mà thọ Đầu Đà một cách thuần thục ấy, chẳng hạn. Rồi vị thì nói thần thông, vị thì nói thiền định, vị thì nói cái này cái kia gì đủ thứ hết trơn. Thì cuối cùng ngã A Nan thì nói là ai mà đa văn, tức là mọi người nói sở trường của mình.
thì mới lấy, ủa thì như vậy thì bây giờ ai nhất, người nào cũng là thấy nhất cái trơn rồi, giờ làm sao, ai cũng là chói sáng, thì mới đến là hỏi Đức Phật. Thôi bây giờ chúng ta đến là hỏi Đức Phật coi chữ ngài nói là ai nhất, ai là chói sáng nhất. Thì các vị nó mới đến đảnh lễ Đức Phật và trình bày. Thì Đức Phật ngài nói, ờ các ngươi nói đều đúng hết, ai nói cũng đúng hết. Thì lại càng các vị này lại càng khó hiểu nữa, bởi vì phải có người nào nhất chứ, phải chói sáng nhất chứ, sao là ai cũng đúng hết trơn rồi làm sao. Thì các vị mới nói là bạch Đức Thế Tôn, nếu như Đức Thế Tôn mà được hỏi câu này ấy, thì Đức Thế Tôn sẽ trả lời thế nào. Thì Đức Phật ngài nói là nếu mà hỏi Như Lai thì Như Lai trả lời như thế này. Mà thầy trả lời hơi, thầy chỉ trả lời cái nội dung thôi, nghe cho thầy có thể nói khác. Tức là một cái người mà từ khi thức dậy cho đến khi đi ngủ lại mà rõ biết mình, rõ biết thân thọ tâm pháp trong từng khoảnh khắc, thì cái người đó là cái người mà chói sáng cái hội chúng này. Thì rõ ràng là mấy cái kia là mấy cái mà đặc thù của mỗi người thôi, sở trường của mỗi người thôi. Còn cái cốt lõi mà chúng á, của mỗi người đó đó, thì lại là chính là cái mà thường soi sáng mình ngay đây và bây giờ trong từng khoảnh khắc. Đó. Rõ, quá rõ ràng cái cốt lõi của Phật pháp, của Phật dạy. Thế tại sao mình lại không làm điều đó? Bây giờ mỗi người đều có thể làm được điều đó hết. Và bây giờ chỉ có như thế này nữa thôi. Cái mức độ mà bị lệ thuộc vào bên ngoài càng nhiều thì càng ít tròn vẹn tỉnh thức với chính mình. Mức độ tròn vẹn tỉnh thức với chính mình càng nhiều thì mức độ lệ thuộc bên ngoài càng ít. Chứ không phải là buông bỏ hết tất cả mọi thứ, mà là lệ thuộc hay không lệ thuộc á, tức là trong đó cái che lấp và trói buộc á là quan trọng. Che lấp là những triền cái và trói buộc là những kiết sử. Chính những cái che lấp trói buộc này đó, mà che lấp trói buộc này là do ai? Là do mình tạo ra hết, chứ không phải do ai hết đó. Bây giờ buông hết các cái che lấp trói buộc này thì là giác ngộ giải thoát. À, đơn giản là vậy thôi. Hay là thấy ra sự thật. Thí dụ như bây giờ đây là một sự thật, rồi cái mình lấy báo, lấy cái này cái kia mình che hết trơn, đó là che lấp trói buộc. Bây giờ chỉ có gỡ che lấp trói buộc thôi, chứ không phải là cố tạo ra một cái thật nào cả. Chỉ cần buông cái che lấp trói buộc đi thì cái sự thật nó hiện ra thôi, chứ không phải là mình tu để cố tạo ra một cái thật nào đó cho riêng mình. À, cái thật đó là của pháp, cái thật đó là của trời đất đâu, chứ cái đó không phải là của riêng mình. Nhưng mà có mình á là do nhận thức và hành vi như thế nào đó đó, thì cái đó mới là mình đó nè. Cái mình đó là cái bản ngã đó, tạo ra cái bản ngã là do cái nhận thức và hành vi như thế nào. Còn bây giờ buông hết những cái nhận thức và hành vi sai đi á, thì tự nhiên là đúng hết, chứ không có cái gì sai cả. Chỉ có nhận thức và hành vi sai thôi. Đó. Dạ, câu hỏi tiếp theo. Dạ, bạch sư ông, cho con hỏi, nếu một người con từng nằm mơ thấy sát hại mẹ mình, nhìn thấy rõ ràng các hành động, vậy có phải do tiềm thức sót lại ác nghiệp trong quá khứ không ạ? Vì người con đó rất thương yêu mẹ mình. Xin sư ông giảng giải cho con ạ. Con xin đảnh lễ sư ông. Có thể là tiềm thức ở trong quá khứ, cho nên nhiều khi là cha mẹ con cái vợ chồng
thì có khi là cũng có cái duyên lành với nhau, mà cũng có khi là là đối nghịch với nhau ở trong quá khứ, cho nên bây giờ gặp nhau để mà trả thù hay là cái gì đó chẳng hạn vậy. Có nhiều người mong sinh con ra, sinh ra đứa nghịch tử đó. Mà bây giờ là hồi xưa là nghịch tử là chỉ có cãi lại hay là phá phích gì đó thôi, còn bây giờ nghịch tử là giết cha mẹ luôn. Yes. Thì tất cả những cái đó mà Đức Phật Ngài nói là gọi là achintaya, tức là không nên nghĩ bạc, mình chỉ thấy thôi chứ còn không nên nghĩ bạc. Bởi vì cái nó khó thấy lắm, chỉ có bậc hoàn toàn giác ngộ sau đó mới thấy thôi. Mà thấy đó thì cũng là thấy cái nhân duyên nó như vậy chứ còn á, chứ còn bây giờ mà mình nghĩ đến cái chuyện là tại sao mà cái nghiệp như thế này, tại sao cái nghiệp thế kia thì rất là khó. Trong cái cuộc sống của mình nó có hai mặt, một mặt là hữu thức và một mặt là vô thức. Có nhiều khi trên mặt hữu thức ấy, thì mình thương yêu, nhưng mà trong mặt vô thức ấy, thì là rất là ghét. Đó. Và cũng người mình là trong cái thân tâm của mình nó có những cái mà rất là mâu thuẫn nhau, mà nó có những cái nguyên nhân sâu xa mà tại do mình không thấy. Cho nếu mà mình chánh niệm tỉnh giác từ A đến Z đó, thì mình sẽ thấy hết, nhưng mà do mình không chánh niệm tỉnh giác cho nên mình không thấy. Thí dụ như có một câu chuyện mà cái cậu bé đó là bị một cái tính bị giống như bị tự kỷ ấy, và hay chơi một mình mà phá phách. Thì cha mẹ không biết vì sao à. Mới đem tới cái nhà phân tâm học để mà trị liệu. Thì mới hỏi ra đó, hỏi cái cậu bé đó, thì cậu bé nó có một cái giấc chiêm bao. Có một giấc chiêm bao là thấy cha mình chết trước khi mà sinh ra đứa em. Thì té ra đó là trong thâm tâm nó là không muốn có đứa em. Tại vì khi nó có đứa em á, là cha mẹ cứ lo chăm sóc đứa em thôi, gần như bỏ quên nó. Cho nên nó mới buồn, nó sinh ra tự kỷ, nó sinh ra là chơi một mình, rồi nó sinh ra những cái lúc mà nó chơi, đang nó chơi rồi tự nhiên nó lấy cái đồ chơi cứ quăng rầm 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 vậy. Tức là trong đó có một cái ngấm ngầm, một cái sự bất mãn là cha mẹ thương đứa em mình. Nhưng mà trên mặt mà hữu thức á, thì nó lại thấy rằng là nó vẫn thương em nó. Nó vẫn thương em nó, tức là trên hữu thức á, thì là lý trí hợp lý thì nó phải thương em nó. Nhưng mà trong sâu xa đó thì là nó muốn em nó không có mặt. Nhưng mà muốn em nó không có mặt á, thì chỉ khi là cái người cha chết trước khi mà sinh ra đứa em thôi. Thì bây giờ không có cách nào khác á, trong hữu thức á, thì không thể nào giết đứa em, không thể nào được. Nhưng mà trong cái vô thức của nó đó, thì nó hình thành một giấc chiêm bao để cho thấy rằng là trong tâm thức của nó đó, trong vô thức của nó đó, là không muốn đứa em ra đời. Đơn giản là vậy thôi. Cho nên nhiều khi ở bên trong nó có những cái giả sử như mình hiểu, nói về hiếu đạo hay là mình hiểu đạo đó, mình thương yêu cha mẹ rồi này kia, nhưng mà trong thâm sâu nó có một cái tâm lý gì đó mà không biết. Mình biết là tâm lý đó là như thế nào à, có một cái bất mãn gì ở trong đó.
cho nên nó mới sinh ra cái giấc chiêm bao như vậy. Một cái đó là một cái ám ảnh gì đó mà nó ở trong vô thức ấy, cho nên là ý thức không biết được. À, bạch thầy, câu hỏi tiếp theo ạ. À. Dạ, Hải Triều xin hỏi là kính thưa hòa thượng, có một buổi khuya lúc sắp thức dậy, tự nhiên con thấy tâm con sáng rỡ, đang lơ lửng giữa một bầu trời mênh mông không có giới hạn, một trạng thái không thể diễn tả bằng lời. Con cảm thấy rất vui sướng, thích thú vô cùng. Khi đó con nhìn thấy thân của con đang nằm chèo queo trên giường, đầu thế nào, tay để thế nào, chân để thế nào, thân nằm nghiêng cong cong vân vân, thấy rõ từng bộ phận của thân nó nằm bất động mà có màu đen đen. Ngay lúc đó con nghĩ sau này mình chết chắc cũng như vậy đây, cái thần thức thoát ra ngoài như thế này đây. Con kính thỉnh hòa thượng hoan hỷ cho con biết, có phải con người có thần thức khi mất thì thoát ra khỏi xác thân, có thể nhìn thấy xác thân của mình không ạ? Cái đó thì cũng khó, cho nên người ta mới gọi là cái vong linh rồi gì đó. Rồi cái đó là cũng có cái khi cái chết á, thì qua một cái giai đoạn hấp hối với những cái bằng cái gì quên nè, những cái cần tự nghiệp, thì sau đó đó, sau cái cần tự nghiệp đó là đến cái tự tâm, và sau cái tự tâm đó, là đến cái kiết sinh thức. Thì cái kiết sinh thức này này, tức là cái thức mà nối liền với một cái kiếp sống sau á, gọi là kiết sinh thức. Thì cái kiết sinh thức này đó, nhiều người diễn tả nó dưới nhiều cái dạng khác nhau. Ví dụ như người thì nói là một cái thân trung ấm, người thì nói đó là cái vong linh, hương linh gì đó, hay là có người thì nói đó là cái linh hồn. Thì trong đạo Phật á, thì thật ra là nó cũng giống nhau thôi, nhưng mà nó có khác ở cái chỗ đó, không phải là có một cái gì nhất định, mà là có một cái năng lượng, cái năng lực của tâm. À, mà trong cái năng lực của tâm đó là nó có một cái đặc tính là nó bao hàm được tất cả những gì mà một người, giống như là cái lịch sử của một người đó, nó bao gồm trong đó. Nhưng mà nó sẽ tiếp cận, cũng nói như thế này cho nó dễ hiểu chút xíu. Ví dụ như cái hạt ổi, ví dụ như một cái hạt ổi, thì trong cái hạt ổi đó, đó là nó bao gồm tất cả những cái yếu tính gì đó của một cái ổi. Cho nên cái hạt ổi này nó là cái loại gì đó, nó là loại ổi gì đó, thì nó sẽ bao hàm trong cái hạt ổi đó rồi. Cho nên khi cái hạt ổi đó mà nó có duyên á, mà nó tiếp xúc với đất nước gì đó mà nó nảy mầm ấy, thì nó sẽ ra cái ổi loại đó. Thì cũng như mình ấy, là mình tạo ra cái nghiệp gì do nhận thức và hành vi như thế nào, thì nó bao hàm trong cái mà kiết sinh thức đó. Để rồi khi mà nó giống như là cái hạt đó đó, nó mình có cho người ta gọi là một cái chủng tử, hay là cái hạt, thì cái hạt giống đó đó nó sẽ gieo vào trong một cái thế giới khác, một cái cõi giới khác. Mà tiếp theo cái mà mình người chết á, tiếp theo đó là cái gì đó, thì chính cái hạt giống đó nó sẽ gieo vào trong cái cõi giới đó, và bắt đầu nó cũng nảy mầm và nó sẽ sinh ra. Nhưng mà nó sẽ sinh, trong khi nó sinh ra đó, thì nó có thể môi trường khác, nhân duyên khác, cho nên nó sẽ tạo ra một cái
cái thế giới mới, tạo ra một cái đời sống mới. Nhưng mà ở trong đó đó thì cái bản chất của những cái mà cũ của nó đó là nó bao hàm trong đó rồi. Thì cái đó trong đạo Phật mình gọi là một cái sinh nghiệp, tức là khi sinh ra cái là đã bao hàm tất cả những cái gì đó trong quá khứ của mình mà nó sẽ thể hiện trong cái kiếp sống mới này. Thì cái đó gọi là cái kiếp sinh thức. Thì bây giờ là mỗi người giải thích khác nhau, mà khoa học thì cũng chưa có giải thích được. Khoa học cũng chưa giải thích được, người ta đang cố tìm tòi thôi, chứ chưa có giải thích được một cách rõ ràng được. À, nhưng mà trên hiện tượng á, thì người ta đã công nhận rằng là có cái sự tái sinh này. À, hiện tượng là có. Con người của họ có thể sinh ra rồi họ có thể kể ra được cái kiếp trước của họ. Và khi người ta đi kiểm tra lại, kiểm chứng lại thì là đúng là cái người đó trong kiếp trước là như vậy, chết như vậy, sợ. Như vậy là kiểm tra lại được. Rất nhiều trường hợp như vậy. Cho nên mình cũng không biết là cái gì, nhưng mà tạm thời đó mình cứ coi như đó là có một cái kiếp sinh thức mà chuyển từ cái kiếp sống này qua kiếp sống khác. À, nhưng mà lại còn cái kiếp sinh thức đó trong đầu óc của mỗi người nghĩ như thế nào đó thì lại là một chuyện khác. Còn sự thật về cái mà kiếp sinh thức đó là cái gì á thì chỉ có tự nó biết thôi. Chứ còn người thì theo cái trường phái này thì giải thích thế này, trường phái kia giải thích thế kia thì cái đó không quan trọng. Cái sự chuyển biến đó nó cũng giống như chuyển biến của mình mà trong đời sống của mình hàng ngày thôi. Đó, mình chuyển biến từ một cái sự kiện này qua một sự kiện khác trong đời sống của mình hàng ngày đó. Thì cái chuyển biến đó nó là cũng chuyển biến tâm thức như vậy thôi. Câu hỏi nó là hỏi gì? À, thì còn á, còn cái tâm thức đó nó ở mỗi người á, thì nó hình thành một cái dạng khác nhau, hình thành một cái dạng khác nhau mà do tưởng của người đó hình thành một cái dạng khác nhau. Cho nên ở người ở cõi sắc hữu dục giới, sắc giới, vô sắc giới gì đó đều là do cái tưởng đó. Mà cái tượng này nó tạo ra nhận thức và hành vi. Và nhận thức và hành vi là biểu hiện của nghiệp. Cho nên người ta nói đến cái nghiệp, nhưng mà thật ra cái gốc của nó là cái tượng. À, một cái tượng. Thì cái tâm thức đó là mình tượng thành ra là cái tâm thức của mình thôi. Cho nên mình thấy là mình bay ra ngoài. Có thể xuất hồn, người ta gọi là xuất hồn đó. Có thể bay ra ngoài và nhìn thấy cái thân của mình. Và trong kinh thì nói rằng là Đức Phật hoặc là nhiều vị thánh tăng của những ngài Mục Kiền Liên chẳng hạn, có thể ngồi ở đây nhưng mà lại là đi lên trên cõi trời. Chẳng hạn như vậy. Thế nhưng mà cái đó chỉ là cái hình thành của mỗi người thôi. Thầy hay ví dụ như thế này là cái biển là chung là nó là nước giống nhau, nhưng mà cái sóng này á tượng mình là như thế này, cái sóng kia á tượng mình là như thế kia, là hình thành qua cái tướng đó, qua cái tướng của cái sóng. Mà cái sóng nó hình thành là một cái tượng rằng là mình là như thế này, cái sóng kia thì tượng rằng là mình là như thế kia, cho trên thực tế nó là nước. Trên thực tế nó là nước. Cho nên thực ra đó, cái tâm của mình đó, nó có thể ở trong này mà nó cũng có thể ở ngoài. Bởi vì cái tâm nó, thực ra nó cái môi trường tâm đó, là nó ở khắp mọi nơi. À, cho nên cái giống như sóng đó, sóng có thể là xuất hiện ở đây mà sóng lại xuất hiện ở kia. Nhưng mà nó vẫn là ở trong cái môi trường nước.
Thì cái tâm á, cái tâm thức của mỗi người cũng vậy, mỗi người hình thành do cái nhận thức và hành vi của mỗi người. Do ban đầu tư tưởng phát sinh ra nhận thức và hành vi, từ nhận thức và hành vi đó nó tạo ra một cái ảo tưởng về cái ta. Đó là cái hình thành đó, cho nên ngũ uẩn là tạo thành cái bản ngã là vậy đó. Tạo thành ra là kiến thức, tạo ra bản ngã, tạo ra kinh nghiệm. Thì từ cái kinh nghiệm, cái kiến thức, mà cái bản ngã đó là cái nội dung của cái nhận thức và hành vi đó. Cho nên mỗi người có cảm giác như mình là khác. Và cái tâm thức ấy, cái tâm thức là một cái mà chung bao trùm cả vũ trụ. Tuy nhiên khi nó ở trong cái giống như không khí này, không khí là nó bao trùm cả vũ trụ phải không? Nhưng mà khi nó ở trong cái phòng này á, là nó khác á. Nó ở cái phòng bên cạnh nó là khác á. Tức là khi nó ở vào trong một cái thân nào đó thì nó sẽ là biểu hiện như thử là cái sự tồn tại của nó trong cái thân đó. Cho trên thực tế đó là nó là chung. Cho nên nó ở trong này cũng được, mà nó ở ngoài bên kia, nó nhìn vô đây cũng được. Bởi vì cái môi trường tâm là ở khắp mọi nơi. Giả sử như cái sóng đó mà khi nó biết nó là nước thì nó có thể là ở một chỗ khác để thấy nó. Bởi vì nước có thể là ở chỗ khác để thấy được cái sóng này. Phải không? Có hiểu thầy nói không? Đó. Cũng như khi đây này, bây giờ không khí là ở trong cái phòng này này. Nhưng mà cái không khí ở bên ngoài nó có thể thấy được cái không khí ở trong phòng này. Nó có thể thấy được cái phòng này tại vì không khí là nó bao trùm khắp mọi nơi. Đó là lý do vì sao mà khi một cái người mà thoát ra khỏi cái tâm mà mình ảo tưởng mà mình tạo ra đó. Mình tạo ra một cái ảo tưởng cho rằng là tâm tôi là trong cái phòng này này. Đó là một ảo tưởng thôi. Khi thoát ra khỏi cái ảo tưởng đó, tức là có thể ra bên ngoài được rồi. Có thể ở khắp mọi nơi được rồi. Thì lúc đó đó, người đó có thể biết được tâm của người khác. Biết được tâm của người khác. Bởi vì thực ra tâm của người khác cũng là tâm của mình. Nhưng mà nó ở trong cái môi trường khác thôi. Cho nên qua cái môi trường mà tâm vũ trụ đó, đó là có thể thấy được tâm của mọi người hết. Nếu như mình mà đạt được cái tâm vũ trụ, hay là mình giác ngộ ra được cái tâm vũ trụ, thì mình có thể thoát ra khỏi, dần ra khỏi cái mà mình ảo tưởng cho rằng là tâm mình là chỉ trong cái phòng này thôi, hay là trong cái thân này thôi. Bộ thôi, chuyện qua chuyện khác. Vì cái này á, khi mình nói ra thì nó sẽ sinh ra tranh luận. Nhưng mà cái nó vô ích. Dạ, bạch thầy, câu hỏi của Tri Kỷ là: bạch thầy, có sự tương giao nào được tạo ra bởi ý đồ không ạ? Kính đảnh lễ thầy. Sự tương giao thì không có tạo ra bằng ý đồ. Sự tương giao là tự nhiên. Chỉ có mối quan hệ tốt á. Mối quan hệ tốt là nó khác với sự tương giao á. Tức là mình có thể tạo ra mối quan hệ tốt, một quan hệ rất là bình đẳng hay là tốt đẹp hay là cái gì đó. Thì cái mối quan hệ đó nó gần với sự tương giao. Nó gần được với sự tương giao. Nhưng mà nó chưa không phải là sự tương giao. Sự tương giao là hoàn toàn tự nhiên. Do đó khi một cái người mà tu tập đó, là buông bỏ cái bản ngã mà chấp trước của mình đó, hàng hẹp của mình đó, thì lúc đó nó mở rộng ra. Và khi mà nó mở rộng ra đó thì nó sẽ trở thành là có sự tương giao. Còn khi mà còn hàng hẹp ở trong cái mà cái ngã đó thì cái ngã làm cách gì cũng chỉ là mối quan hệ thôi. Cho nên khi mà mình hoàn toàn chánh niệm tỉnh giác thì lúc đó là
không có sự hiện hữu của bản ngã, thì lúc đó mới thực sự có sự tương giao. Mà khi có sự tương giao là có nhiều cái chuyện kỳ lạ xảy ra. Thí dụ như là có lúc thầy ngồi đó đang làm việc của mình chứ, đang làm việc của mình nhé, nhưng mà tự nhiên đứng dậy đi ra, đi ra đúng nơi cái chỗ đó, đó là có là cái nhóm thợ đang làm ở đó đó, họ đang thắc mắc là tới làm tới đây rồi làm cái gì nữa. Thì khi thầy xuất hiện là họ nói: wow, thầy đến đúng lúc quá, con đang muốn hỏi cái chỗ này làm thế nào. Cái chuyện đó nó xảy ra rất là thường, hoàn toàn mình không có ý là mình ra coi kiểm tra coi thử làm cái gì, không có, hoàn toàn không có. Là tự nhiên cảm nhận ở đâu á, thì tự nhiên đang làm công việc đó mà bỏ công việc là đi ra là trúng vào cái chỗ đó. Thì cái sự tương giao đó nó bất khả tư nghi. Mà khi nói chung là khi cái tâm mình mà không bị đóng khung vào một cái gì đó thì nó sẽ dễ có sự cảm nhận tương giao đó hơn. Mà khi mà mình cố ý thì nó lại trở thành ra là cái mối quan hệ chứ không còn là sự tương giao nữa. Có thể là mình cố ý tốt, tạo mối quan hệ tốt, nhưng mà đó không phải là sự tương giao. Sự tương giao thì nó là một cái bất khả tư nghi. Mà bởi vì á, trở lại cái trường hồi nãy là cái tâm vũ trụ, tại sao mà ở đằng kia nghĩ là muốn gặp thầy thì tự nhiên thầy lại đi tới. Rõ ràng là trong cái môi trường mà tâm vũ trụ đó, nó mới cảm nhận được, có thể là cảm nhận được rất xa chứ không phải là cảm nhận được bằng từ đây ra ngoài đó đâu. Có khi cảm nhận được chuyện ở bên Mỹ, bên Pháp gì á, chứ không phải nó cảm nhận ở đây. Đó. Và nói là rại tâm từ, làm sao rại được? Tâm từ mình là mình rại cái nó chạy tới đằng đó hay sao? Không phải. Rại tâm từ ở đây mình chỉ cần là có tâm từ thôi, thì tức là mình cảm nhận được cái tâm từ ở đây thôi. Chỉ tự nhiên đằng kia là cảm nhận được. Một cách cực kỳ kỳ diệu. Mà nó gần như là thoát khỏi cái không gian không gian thời gian luôn. Đó. Nó gần như là lập tức, mà mặc dù là ở rất xa. Thì đó là môi trường tâm. Cảm ứng bởi môi trường tâm. Còn mối quan hệ đó, tức là lấy cái tâm này mới là phóng vệ tinh qua bên kia để bên kia nhận được cái vệ tinh đó. Cái đó là mối quan hệ. Mối quan hệ ở giữa cái người này với người kia. Còn sự tương giao thì không phải. Nhiều khi người kia chỉ cần nói thôi, và mình nhận được cái thông tin đó, xong rồi là tự động cái sự việc đó nó tự động diễn ra. Là tại vì cái vũ trụ tâm á, nó cảm ứng và tương giao, cho nên người ta mới nói là cảm ứng đạo giao năng tương nghị là vậy. Đó. Tức là cái cảm ứng đó nó là khó nghĩ bàn. Dạ thầy, câu hỏi là Thiên Roman xin hỏi là: thưa thầy, làm sao để nhận ra trong trí khôn và ý chí không bị bản ngã trà trộn vào, ngồi nhặt rau mà thấy bản ngã có hay không là thế nào ạ? Xin thầy gợi ý khai thị khen. Cái bản ngã đó là nó xuất hiện mà qua cái ngũ uẩn á. Thí dụ mình đang làm một việc gì đó, cầm cái ly chẳng hạn, thì đó là cái khâu đó là sắc nè. Cầm cái ly một cái á, là thấy cảm giác được, cái đó là thọ đó. Rồi cái mình mới là nhận biết nè, đó là thức nè, đó là tượng nè. Rồi khi đó mình phản ứng, đó là
là hành động đó, là hành đó. Đó. Và lúc đó nó xuất hiện một cái tâm, tâm đó là tâm tham, ví dụ mình cầm vậy mà tâm, với tâm tham hay với tâm sân hay với tâm si hay với tâm gì gì đó, thì nó xuất hiện ở nơi cái nơi đó. Thì khi một cái tâm mà xuất hiện như vậy đó là đang hình thành một bản ngã. Đó. Hình thành một cái kiến thức, hình thành một cái kinh nghiệm. Ban đầu là hình thành một kinh nghiệm, rồi nó trở thành một kiến thức, từ cái kinh nghiệm đó tạo ra một kiến thức. Từ cái kiến thức đó đó mới gom lại, nó tạo thành một cái ta ảo tưởng. Ví dụ như là tôi thấy thế này, tôi biết thế kia, tôi nghe thế nọ gì đó chẳng hạn. Đó. Rồi tôi thích, tôi ghét, tôi đổi gì đó. Thì tất cả những cái mình phải thấy được cái tiến trình ngũ uẩn đó. Cho nên tại sao đó là khi mà niệm pháp á, niệm thân thì nó dễ rồi. Để đến niệm thọ nó cũng là dễ. Niệm tâm cũng tương đối là dễ. Nhưng mà niệm pháp á chính là thấy ra những cái tiến trình này. Tiến trình gì đưa đến cái trói buộc. Trong cái tiến trình đó đó là tiến trình gì đưa đến trói buộc. Đó, thì mình thấy ra tức là đó là cái ngũ uẩn đang hình thành. Và nếu mà mình thấy rõ thì tự nhiên cái mình hóa giải được cái ngũ uẩn đó, bởi vì mình ngay từ đầu mà mình cầm cái ly cái đó là mình đã chánh niệm tỉnh giác rồi đó, thì nó không có cái hình thành cái ngũ uẩn đó. Còn nếu mà không chánh niệm tỉnh giác á, thì sắc thọ tượng hình thức sẽ xuất hiện. Khi sắc thọ tượng hình thức xuất hiện thì là bản ngã xuất hiện. Còn khi mà chỉ chánh niệm tỉnh giác không thôi á, thì không có bản ngã. Đó là cách để mà nhận ra bản ngã hay là không bản ngã. Mà cái này không phải là qua lý trí không phải qua lý trí mà là qua trải nghiệm, qua thực nghiệm, hay mình thường gọi là tu tập. Nhưng mà thầy không thích cái từ tu tập, bởi vì cái từ tu tập bây giờ là bị lạm dụng rồi. Tu tập bây giờ là để mà thực hiện tham vọng của mình. Cho nên không nói tu tập mà nói là trải nghiệm, chiêm nghiệm để thấy ra sự thật thôi. Đó. Nhưng mà cái trải nghiệm chiêm nghiệm này đó thì nó có hai loại. Một loại là trải nghiệm chiêm nghiệm bằng tượng tri, thức tri, thì nó vẫn là những cái kiến thức ở đời thôi. Còn nếu cái trải nghiệm chiêm nghiệm nó bằng tuệ tri, tức là trực nhận sự thật, thì lúc đó mới thấy ra sự thật. Thấy ra cái sự thật ở đây có nghĩa là cái thực tánh chân đế, tức là cái thực rốt ráo của pháp. Đó. Con cứ nói thôi cho con, không sao. Dạ. Dạ thầy, cho con hỏi là ngày xưa năm ngoái là con thích tìm hiểu về tâm lý, nhưng mà từ khi mà con chưa kịp tìm hiểu thì cơ duyên đạo Phật đã đến với con, và đặc biệt là từ khi mà con nghe thầy á thì con thấy con chẳng có hứng thú tìm hiểu về tâm lý nữa. Nhưng mà con thấy con nhìn nhận cái vấn đề từ cái cốt lõi nhất. Mà trong tâm lý á, trong tâm lý học mọi người hay nói về cái hướng nội và hướng ngoại á thầy. Thì ví dụ như ngày xưa á, thì có người nói con là nhỏ này nó hướng ngoại quá. Rồi trong một cái thời điểm khác thì nói con nhỏ này nó hướng nội đó, nhưng mà nó hướng nội một cách rất là đặc biệt. Xong rồi con thấy là khi mà con trở về trọn vẹn với mình và con thấy mình nhiều hơn á, thì con thấy là đâu có quan trọng hướng nội hay hướng ngoại đâu, mà quan trọng là mình trọn vẹn với từng khoảnh khắc của mình và mình thấy ra mình như thế nào. Còn cái việc đó thì nó không có quan trọng với con nữa. Thì
con mong thầy giải thích cho con hơn về về cái này. Ừ, đúng rồi, thực ra đó cái nội và ngoại là luôn nó có tương tương giao với nhau hay là quan hệ với nhau. Thí dụ bây giờ mình nói hướng nội nhưng mà mắt mình vẫn thấy sắc, tai vẫn nghe âm thanh, cho nên đó, mình không phân biệt, không cần phân biệt là nội hay ngoại, không có không phân biệt ở đây, tức là mình không chấp là cái nào là mình chị thấy ngoại thôi hay chị thấy nội thôi, không phân biệt là không phân biệt đó, chứ không phải là không phân biệt là không biết cái nào nội cái nào ngoại. Mà khi mình chánh niệm tỉnh giác á, thì trọn vẹn với thân, trọn vẹn với thân á, thì không có nghĩa là chỉ hướng nội. Bởi vì thân đang đi thì rõ ràng là chân tiếp xúc với đất thì đất là ngoại chứ bây giờ cái nào là nội cái nào là ngoại. Thí dụ bây giờ thầy đang quan sát cái tay thì cái tay là nội hay ngoại? cái tay là ngoài đó, phải không? Thậm chí quan sát cái tâm của mình thì tâm cũng thành ngoài luôn đó. Thành nó không thể không nói nội với ngoài, chỉ nói nội với ngoài theo nghĩa này thì có như là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý là nội, và là nội căn, và sắc thanh hương vị xúc pháp đó là ngoài trần, thì phân biệt là phân biệt như vậy thôi. Chứ còn á, trên thực tế đó là nó có một sự tương giao, mà phải thấy rõ cái sự tương giao đó, chứ không phải là chỉ giác ngộ, mà là chỉ giác ngộ một mình bên trong không thôi. Cho nên người ta mới có ông Krishnamurti, ông mới nói là chỉ có giác ngộ trong sự tương giao, là điều đó đúng. Bởi vì khi mình tới cái tầng cùng của giác ngộ là niệm pháp, mà niệm pháp tức là tương giao rồi. Niệm pháp là gì? Niệm pháp là thấy đâu là tương giao, thấy đâu là mối quan hệ. Khi mình tạo mối quan hệ thì bị ràng buộc như thế nào? Còn sự tương giao thì thoát khỏi sự ràng buộc như thế nào? Thì đó chính là sự tương giao và mối quan hệ. Cho nên thầy mới phân nói rõ ra cái gì là sự tương giao và cái gì là mối quan hệ là vậy. Đó. Thì luôn là mà đã nói sự tương giao và mối quan hệ, tức là trong ngoài là không có nhất định là cái nào trong cái nào ngoài. Có thể cái trong trở thành ngoài đó. Một kẻ thù hay là một người thương yêu gì đó, bây giờ không có người đó nên bên trong mình vẫn có người đó, thành nó lúc đó ngoài thành trong. Mà bây giờ mình nhìn thân, nhìn thọ, nhìn tâm, niệm pháp, tức là mình đang nhìn ngoài. Cho nên không cần phân biệt cái chuyện trong ngoài đó, mà chỉ cần thấy pháp như nó là thôi. Rồi hết giờ, chào mọi người. Tuần sau là thì thầy lại bận đi ở Huế, rồi tuần sau nữa là thầy là đang ở Quảng Ngãi thì mới về chiều chủ nhật mới về.